Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015. Chúng tôi đang có mặt tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ để gửi tới quý vị phóng sự buổi lễ đặt vòng hoa và dâng hương trước các tượng đài trong vùng Little Sài Gòn. Đây là một thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn của Chùa Phật Quang thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo. Chúng tôi xin giới thiệu ông Trần Đình Minh là một huynh trưởng gia đình Phật tử Chùa Phật Quang. Xin ông cho biết đôi nét về cái buổi đặt vòng hoa và dâng hương hôm nay thưa ông. Dạ, kính thưa anh Phan Đại Nam và kính thưa quý vị khán thính giả. Dạ, hôm nay nhân cái mùa Phật đản, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, tất cả các phái đoàn, các tiểu bang trở về đây để kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Từ Phủ. Và nhân cái dịp này thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nghĩ rằng là cái mùa Phật đản nhưng cũng là cái mùa quốc nạn 30 tháng 4. Thành thử ra thì Giáo hội suy nghĩ đến những bậc tiền nhân, những chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đã có công hy sinh cho đất nước, cho dân tộc. Do đó Giáo hội đi có ba cái địa điểm, mà có mấy cái địa điểm mà Giáo hội đưa đến, đó là Đức Thánh Trần và Tượng đài Việt Mỹ và Tượng đài Thuyền Nhân. Thì cái cuộc đi như thế này thì để cho các cái đồng bào Phật tử và huynh trưởng gia đình Phật tử các nơi về nhận thấy rằng là cái sự tiễn niệm này nó có một cái ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với những người Việt tị nạn. Thưa anh Phan Đại Nam và thưa quý thính giả. Và nơi phái đoàn tới đặt vòng hoa đầu tiên là tượng đài Đức Thánh Trần nằm trên đường Buôn Sa, thành phố Westminster. Nguyện. Xin nguyện cầu hồn thiên sông núi, anh linh các vị anh hùng, anh thư của dân tộc, gia hộ cho quê hương Việt Nam sớm có được một nền dân chủ, chấm dứt chế độ độc tài toàn trị, sớm có một quê hương thật sự thanh bình, phú cường, sánh vai với các quốc gia phát triển trên toàn thế giới. Xin cho chúng ta có đủ một tâm nghị lực để góp phần bảo vệ gìn giữ giang sơn, gấm vóc và tiền nhân đã để lại cho tất cả chúng ta. Ngưỡng mong chiên liệt vị anh linh tiền nhân chứng minh, nguyện cầu hồn thiên sông núi gia hộ cho tất cả chúng ta, và xin cho tất cả chúng ta trong mùa khách đản này tưởng nhớ về hình ảnh của một người Phật tử quy dũng đã góp phần xây dựng và sự thịnh trị của thời hoàng kim lịch sử dân tộc. Xin cho những người Phật tử Việt Nam hôm nay bước theo dấu chân của những bậc tiền bối, của những người Phật tử đã đóng góp tạo nên những trang sử vẻ vang thời Đinh Lê Lý Trần. Sau đó tại tượng đài chiến sĩ nằm trên đường All American Way, đặc biệt là những quân nhân cán chính miền Nam đã hy sinh cuộc sống, hy sinh cuộc đời mình để bảo vệ chế độ tự do ở miền Nam, không phải là một chế độ ngụy quyền. Và những chiến sĩ đó đã thực sự lên đường vì tiếng gọi của non sông, vì sự bảo vệ cho chúng ta những năm tháng tự do ở tại miền Nam Việt Nam. Chúng ta không thể quên được những hình ảnh của những người đã mất, đặc biệt những người như là tướng Lê Văn Hưng, như là đại tá Hồ Ngọc Cảnh và nhiều người khác, để dũng cảm nói lên rằng người miền Nam có những giá trị thiêng liêng phải bảo vệ, chứ không phải chỉ là một nạn nhân đưa đẩy của thời cuộc. Và thưa quý vị, chính những chiến sĩ bảo vệ cho quê hương Việt Nam, cho dù trong sự nghiệt ngã chúng ta đã phải mất nước, nhưng mà chúng ta nhớ lời của một vị cao tăng đã thường nói khi đối diện với cộng sản, là nếu phải chết chúng tôi sẽ chết cái chết của chánh pháp đối trước bạo lực, chứ không phải chết vì sự thua thiệt của thế lực manh động này trước những thế lực manh động khác. Cho dù cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc và nền hòa bình trở lại không phải như là sự mong đợi của mọi người, mà đó là một sự khởi đầu của một giai đoạn đen tối, tan nhà nát cửa, nhưng mà chúng ta không thể quên được những người đã nằm xuống,
dù đó là những chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa hay là những đồng minh đã cùng với chúng ta sát cánh cánh trong công việc bảo vệ tự do của miền Nam. Và chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng chính những năm tháng sống được tự do ở dưới chế độ miền Nam Việt Nam, chế độ Việt Nam Cộng Hòa, mà ngày hôm nay những người Việt tị nạn cộng sản khắp Nam Châu ở tại Hoa Kỳ và tại thủ đô tị nạn này, chúng ta vẫn tiếp tục ở dưới ngọn cờ vàng, tiếp tục với ý nghĩa của hai chữ tự do, tiếp tục để làm cái gì đó trao gửi cho thế hệ mai hậu. Và cuối cùng, phái đoàn đã tới đặt vòng hoa và dâng hương trước tượng đài thuyền nhân nằm trên đường Buôn Sa góc Khu Vơ trong khu Big Family. Và thưa quý vị, hôm nay chúng ta có mặt ở tại đây để nhớ về những đồng bào ruột thịt của chúng ta không ai đã bỏ mình lại. Và để nhớ rằng cuộc hành trình của chúng ta là một cuộc hành trình bắt nguồn từ một thực trạng đau thương của đất nước. Để nhớ rằng chúng ta đến đây với cái căn cước của người tị nạn chính trị. Để nhớ rằng những người đã nằm xuống đâu đó ở Biển Đông và hôm nay một số ít của họ tên được ghi lại ở chung quanh đài tưởng niệm thiền nhân này như là một thông điệp nhắn gửi cho thế hệ mai hậu là ông bà chúng ta, những người đi trước và bản thân của chúng ta không phải hy sinh cho sự gìn giữ tài bồi đất nước chỉ đơn giản bằng tấm lòng của mình mà kể cả bằng mạng sống của mình. Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi vừa gửi tới quý vị phóng sự buổi lễ đặt vòng hoa cũng như là dâng hương của chùa Phật Quang nhân dịp lễ Đại lễ Phật Đản 2559. Chúng tôi xin chấm dứt phóng sự ở đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.